Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Ngọc Anh MMO của mình nha. Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho bạn nhận 5 ticker để nhận airdrop của dự án Siglibot nha các bạn. Thì dự án này là rất là mạnh, được xây dựng trên nền tảng của Solana nha các bạn. Thì mình khuyên các bạn nên tham gia dự án này nha các bạn. Thì để tham gia dự án hôm nay các bạn cần có một cái trình duyệt, đó là Wiki Browser nha các bạn. Sau đó thì các bạn tạo backup với Solnet này nọ các bạn qua bên với Solnet và tạo Twitter luôn nha các bạn. Sau đó thì các bạn đăng nhập vào nè Solnet.io. Rồi các bạn đăng nhập vào với Solnet.io các bạn đi bạn. Mình hướng dẫn chậm chậm cho tất cả các bạn nha các bạn. Rồi các bạn nhập mật khẩu mình vào nè. Rồi sau đó bấm unblock nè. Rồi sau đó thì cái này mình xài trên phiên bản testnet nha các bạn, chứ không dùng mainnet nha các bạn. Dùng mainnet mình không có vision nào mà mình chơi. Bạn nhập vào ba và anh cùng nè. Các bạn chọn vào mục Dynanet solana.com nha các bạn. Các bạn nhập vào mục này nè. Rồi sau đó các bạn nhập vào đây. Ủa sorry các bạn. Rồi các bạn bấm vào request airdrop để mình yêu cầu phi gan nha các bạn. Sau 30 phút 30 giây gì đó các bạn vào đây, các bạn yêu cầu đồng son này nè các bạn, để mình đi testnet nha các bạn. Các bạn yêu cầu nhiều nhiều đi nha các bạn. Rồi sau đó có cái đồng son xong thì các bạn copy cái link sự kiện của nó nè các bạn. Các bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi các bạn chọn trang web cho máy tính nha các bạn. Các bạn có net mới được. Trên trình duyệt Chrome các bạn có net không có được đâu các bạn ơi, mình đã test rồi. Rồi sau đó bấm vào connect nè. Rồi các bạn chọn Solnet.io nha các bạn. Rồi bấm ok. Các bạn nhập mật khẩu mình vào, chấp nhận điều khoản, bấm unblock. Sau đó bạn mở ra nha các bạn, bấm continue luôn. Rồi các bạn bấm ok nha các bạn. Rồi các bạn chờ nó server cái thằng Solnet có approve chúng ta. Rồi các bạn mở cái địa chỉ Solnet.io các bạn approve cái nha các bạn, để mình connect với mới được. Chờ nó chạy chút xíu các bạn. Rồi vì là các bạn địa chỉ dưới đây thì các bạn connect rồi, đây mình bấm vào cái dòi thì mình yêu cầu của token CBS này được không các bạn? Không được thì các bạn tiếp tục, các bạn connect tại Twitter nha các bạn. Sao nó không ăn ta? Connect tại Twitter, bấm vào connect wallet. Rồi các bạn bấm vào connect tại Twitter nữa các bạn. Các bạn ủy quyền ứng dụng cho nó nha các bạn. Rồi các bạn bấm ủy quyền ứng dụng nè các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lên nha các bạn. Rồi set you wallet boy, các bạn bấm ok nha các bạn. Rồi sau đó thì các bạn đã connect địa chỉ delta với mình. Rồi các bạn nhấp vào ba gạch cùng các bạn. Các bạn bấm vào start tiếp tục nè, chữ tách nè các bạn. Sao mà connect chưa được nữa ta? Đây các bạn vào cái địa chỉ, các bạn connect các bạn vào địa chỉ solnet.io, các bạn up google nữa nha các bạn. Mới connect được các bạn. Rồi ok, như vậy là mình đã xác minh tài khoản của mình các bạn, bấm dân nè. Rồi sau đó các bạn bấm vào ba gạch cùng nè. Các bạn bấm vào start tiếp tục nha các bạn. Mình đã nhận được một tiết chưa ta, một tiết cơ chưa được. Rồi tiếp tục thì các bạn nhập cái mã code mình có để dưới phần link mô tả với thứ hai của mình nha các bạn. Các bạn copy cái mã code này nè các bạn. Để các bạn nhận được một tiết cơ nha các bạn. Rồi ta đây nè, copy. Rồi các bạn trở về đây nè. Các bạn dán cái mã code của mình vào đây nha các bạn. Cho nó ăn các bạn. Rồi sau đó thì các bạn chuyển về trang web cho điện thoại di động của tất cả các bạn đi nha các bạn. Rồi sau đó thì các bạn connect lại nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn dán cái mã code của mình vào đây nè. Rồi các bạn bấm vào apply nè các bạn. Rồi các bạn vào đây các bạn approve cái nhớ nha các bạn. Mỗi cái thì các bạn xác nhận nha các bạn. Rồi ta. Xin in. Không được ta. Chọn lại trong web cho máy tính nha các bạn. Rồi
dán cái tít này coi. Sụp cái này trên mà măng son mình khó có nét quá các bạn. Rồi được các bạn dán vào, các bạn bấm apply lên các bạn. Các bạn chọn trang web cho máy tính nha các bạn. Rồi mình đã được hay nè các bạn. Tiếp tục thì các bạn vuốt Street with now verify. Rồi tiếp tục các bạn bấm vuốt nha các bạn. Rồi các bạn vuốt rồi bấm bấm vào mục này nha các bạn. Các bạn chọn đại hai dòng đầu tiên đi. Rồi các bạn chọn giờ 1 nha các bạn. Rồi bấm ok. Vào ấy update cái nữa các bạn. Bấm update nha các bạn. Bấm update cái nữa nè. Sao không được ta, lỗi ta. Lại hai approve không được đó. Ok, nó để tiếp màu xanh là được các bạn, tại nó hiện cái phần ấy không được thôi chứ các bạn, để nó hiện cái mục màu xanh nó thành công nha bạn. Tiếp tục còn vuốt tiếp cái nữa, đâu qua cái tích này được cái connect rồi, connect rồi. Tiếp tục các bạn vuốt support cái nữa nè. Sorry các bạn, sau khi bạn vuốt xong bạn quay lại cái tắt nha bạn, bấm bấm vào verify nha các bạn. Verify không ta? Khó quá. Bỏ đi, rồi bạn bấm vào sub nha các bạn. Vào đây mình vuốt lên cái, các bạn bấm vào approve member cái nữa, các bạn chọn đại dòng đầu tiên đi. Rồi bấm bấm vào ok nha các bạn. Rồi các bạn vào đây các bạn approve cái nữa nè. Rồi để chữ màu xanh chút tiếp màu xanh là thành công nha các bạn. Chờ cho nó chạy chút xíu các bạn. Trong khi chạy mình quay về đi các bạn. Rồi các bạn nhấp vào ba gạch bên cùng lên nè. Bạn bấm vào start lên nè. Dăng ra luôn rồi. Sao mà chưa được nữa các bạn. Giờ vuốt lại cái. Rồi các bạn vuốt tiếp cái phần thứ hai cái nữa các bạn. Này chọn hai nữa đi, bấm approve. Giờ sticker lên. Các bạn son này khó quá các bạn, ưa nó văng ra quá. Bấm approve. Rồi bấm ok nè các bạn. Được rồi đó. Nên đi suốt. Tiếp tục vuốt cái nữa đi các bạn. Cái đầu tiên mình chưa thành công các bạn. Approve cái nữa nè. Ok nè. Rồi các bạn quay về start đi. Cái tách mình nè. Rồi các bạn bấm verify nha các bạn. Chưa được nữa ta. Sub lên. Mình approve browser cái này cái nữa các bạn. Rồi bấm vô đây approve. Mỗi cái các bạn, mỗi approve nha các bạn. Rồi sau khi bạn vuốt xong thì bạn nhấp vào ba gạch cùng được bạn, sẽ tắt lên nè. Chưa được tiếp nữa ta. Bấm verify thế được không? Không được luôn. Xếp lại kìa. Bước 3 này khó quá các bạn ơi. Xếp. Rồi các bạn, nhiệm vụ thứ 3 này để mình nó bị lỗi các bạn ơi. Sao mình có nét với Sonlet.io mình không được, để mình có gì mình update sau nha các bạn. Thì các bạn làm nhiệm vụ tiếp. Nhiệm vụ thứ 4 đi, các bạn tự quit bot nè. Không được luôn, không làm nhiệm vụ thứ 3 nên nó không làm nhiệm vụ thứ 4 luôn. Thứ 3 này xong được, để các bạn chờ mình chút xíu nha các bạn. Các bạn nhấp ba gạch cùng, các bạn vào My Wallet thì các bạn. Các bạn bấm vào Apply CPX Airdrop thì các bạn. Ok, mình nhận được 10 token CBX nè, các bạn mới có thể vuốt được nha các bạn. Nhấn ba gạch cùng vào sự tách thứ ba lại nè. Hẹn chi hồi nãy giờ.
bấm vuốt nhấp lại hai bấm áp đu luôn giờ son led chấm io áp đu luôn. Sau đây các bạn cho mình quay lại cái bước 3 này. Bước 3 này quá khó các bạn. Wood for Bucodat. Các bạn copy chữ Bucodat này giúp mình nha các bạn. Không được nữa thì mình sẽ tạm dừng quá. Trời tiếng Anh tiếng Tàu không sao biết trời. Tiếng Anh đã khó rồi thêm tiếng Tàu nữa. Tìm chữ Bucodat làm sao. Sao không tìm được đó. Trời. Bucodat tiếng Tàu không. Thì có cách này nhấp vào ba cạnh cùng thôi bạn. Các bạn bấm vào một podcast này bạn. À nó sẽ ra một loạt hình podcast. Được trời. Tiếng Tàu không. Cũng không được. Rồi, các bạn chưa các bạn, để mình test chút xíu nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào podcast này. Các bạn tìm này, các bạn vuốt. Bấm vào đây vuốt thì được không ta? Tìm chữ podcast các bạn. Ok, chữ podcast này. Các bạn tìm chữ podcast giúp mình nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào vuốt này. Làm lại này rồi bấm bấm fan. Không được nữa thì thôi luôn. Rồi bấm approve nữa các bạn. Approve nữa. Ok, đã được rồi đó. Không được luôn. Cái phần này mình cũng không có nghiên cứu nữa các bạn. Sẵn là mình làm luôn nên nó khó thiệt. Podcast. Vút lại cái. Năm luôn đó. Approve cái nữa. Sẽ đã bấm vào sự tắt. Chưa được luôn, verify. Rồi các bạn bấm vào verify cái nữa các bạn được không? Ship cái nữa các bạn ơi, các bạn bấm vào ship cái nữa nha các bạn. Chữ podcast tuyệt vời. Ship thì các bạn tìm chữ podcast này các bạn. Bấm approve để member. Được không? Không được thì thôi. Thì đi podcast tùm lum hết trơn mình không có biết luôn. Tiếng Tàu không. Dự án này làm chơi thừa ăn may. Cậu ăn may. Sau đó các bạn upload xong thì các bạn bấm vào một sub deposit nha bạn. Hay thôi, rồi các bạn bấm vào ok cái nữa. Rồi bấm upload nha bạn. Rồi các bạn chờ nó xác nhận chút xíu nha các bạn. Ok, đem qua verify được chưa các bạn? Bà gạch cùng nhấp sự tách. Nhiệm vụ này có nhiệm vụ số 3 là khó các bạn. Rồi bấm verify thì được không? Ok được các bạn. Các bạn phải đi deposit vào. Mình nhắc lại các bạn. Các bạn vào đây các bạn vuốt. Các bạn tìm chữ podcaster nha bạn. Các bạn vuốt cái xong thì sau đó các bạn vào nhiều sub. Vào sub xong thì các bạn nhớ up member xong thì các bạn đi deposit vào một tốc cần son nha bạn. Rồi sau đó các bạn quay về bằng verify nha bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn post Twitter đó nè. Vì mình cũng dự án nó ghi không rõ nên mình vừa làm mà vừa đăng test cho các bạn. Mình cũng chưa test qua nha bạn. Rồi bạn đăng test nè. Rồi các bạn bắt up đây nè. Rồi các bạn bấm vào report nè. Nó test rồi. Đây thì bạn sell link bạn. Các bạn copy link này nè. Đem coi. Rồi nha bạn, rồi. Hiện tại cái tập thứ 5 này nó chưa có các bạn. Làm 4 xong này sẽ hoàn thành xong xuôi rồi xong các bạn.
Rồi vậy video mình đến đây cũng kết thúc các bạn. Sau này mình sẽ có thông báo về tự dán này, mình sẽ update tiếp cho các bạn nha các bạn. Rồi vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo từ mình nhé.